Đạo của người có mắt Chúng tôi dịch kinh Pali không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính của Đức Phật khỏi qua ống kính của một học phái nào, dầu là Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ đoạn nào là nguyên thủy đoạn nào không phải nguyên thủy chỉ có người đọc sau khi tự mình đọc tự mình tìm hiểu tự mình suy tư tự mình quan sát tự mình chứng nghiệm trên bản thân mới có thể tự mình tìm hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy trách nhiệm tìm hiểu chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc không phải của người dịch vì đạo phật là đạo đến để mà thấy chớ không phải đạo đến để nhờ người thấy hộ đạo của người có mắt các khu tô không phải đạo của người nhắm mắt đạo của người thấy của người biết passato janato không phải là đạo của người không thấy không biết a passato a janato nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm tìm đọc và tìm hiểu những lời Phật dạy thật sự là những lời dạy của Đức Phật và vì trách nhiệm ấy chúng tôi đã cố gắng phiên dịch kinh tạng Pali ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ cần đọc, cần suy tư chính chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của Đức Bổn Sư chúng ta. Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1973 Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Trích lời nói đầu Trung Bộ Kinh Majraima Nikaya